Okay, hello, chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Gió Đâm Miền Quê của anh em chúng tôi. Hôm nay tôi tiếp tục đi kích đây. Hôm nay anh chế quả. Quả này là các bác biết để làm gì không? Để đặt cái kích vào trong. Mình đi mình kéo nó mang theo cho đỡ mệt. Anh ấy đang kích ở trên kia rồi. Để tôi đi lên. Này phải quyết định bắt bằng được con cá chê đấy mới được. Thì anh em chúng tôi kích một tuần lễ nay rồi vẫn động phải nó nhưng mà vẫn chưa bắt được. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ quyết định quần bằng được. Không biết là liệu có được hay không. Cái hồ này nó rộng quá. Hôm nay nước ngoại lên. Cho anh ấy dài một mẻ lưới xong bắt đầu tí tôi xuống tôi kích cùng phải hai anh em quần thì mới khả năng cao mới bắt được nó. Còn lại hết cá rồi Trình, anh xem thế nào anh thích. Bên kia kìa, bên kia nhưng mà bị chèo có vẻ nó câu cho tôi thẳng sống đấy, tôi phì tỏ lắm thì cái bè vòng quanh đẹp lắm. Vào hồ đường cổng tiền đi vào nên nó trái ấy. Nếu cổng tiền nó đội ra thì mẹ không nghe tiếng không nhìn thấy à. Nó bỏ rồi về chỗ câu đầy ấy. Bên kia thằng rớt nó thả. Nó rớt thả bên kia mà. Bên kia mà. Bên kia cho thằng kia. Tôi rớt thả bên kia hồ tiêu thành thành đội mà. Bảo là ta vẫn cho thằng Vũ cái gì nhỉ? Thằng Trần Tước. Vũ Tước. Bây giờ đéo nào ấy. Được câu đầy rồi đấy. Anh đi ra anh câu đấy. Tôi thấy nó câu cả chiều qua đấy đây. Thằng rốt này. Cái khi vào tay này mà. Còn đấy là lo bên kia là sàng đấy. Tôm nhiều lắm thì nó cách dìa bờ đầy, cứ mới qua lên. Đấy là trước không nói, nhưng mà thì tôi nghe đến lúc thu đã được nhiều quá nhiều đúng không con. Anh không đi làm ăn gì à, mà anh cứ suốt ngày anh đi lang thang. Hết sâu,
Ở đâu? Nó bảo gì? Nó bảo anh nữa. Đánh còn đéo gì. Cho nó vét chán chê mê mỏi đi xong mình đánh được. Bỏ cho nó vét chán chê mê mỏi xong mình đánh được bao nhiêu của mình. Mẹ nó còn chia nữa. Nước đẹp ngay mà đâu có cá nhỉ. Cái này là cái bóng đi. Ôi. Cái này là bên này các anh còn đi bắt ốc đây này. Đấy, rổ ốc ngon không anh em ơi? Rìa là nhiều ốc thế nhỉ? Là phải làm rổ nữa anh ạ, cho nó nhiều về ăn cho đã. Đây cụ đại hiệp bắt đầu đến rồi, tôi sẽ nhường máy cho cụ đại hiệp quay. Tôi phải xuống tôi kích cùng anh ấy để hai anh em quần chê này mới được. Đây, mảnh chuối xuống kích sang con lên cơn lên cháo chưa? Có cái rất nhiều cái nữa. À, anh hất phát này. Trong lưới được 100%. Vẫn vào trong lưới được 100%. Kéo chạy đâu rồi. Ở đây không có rô tải nhỉ? Chiều ấy mà đấy, anh hất đấy tù chui luôn vào thùng. Mảnh chuối không biết mòi, ưu anh mảnh chuối mòi có rô phi to thế.
Thấu đèn lưới ở dưới tí, trưng bày luôn nhá. Cứ về đấy làm gì? Anh cần bà đây, anh em tôi đi giải nứa nhá, giải nốt bên này xong kia. Rồi, anh em tôi giải nứa bắt hết ở đây, cái hồ thành hồ bộ đội rồi, hồ thành đây, trường chính trị, trong trường chính trị. Các bạn đón xem nhé, xong nhân lưới nha. Tẩy lưới ở giữa hồ. Ước cụ sạc điện thoại với anh chị ơi. Đấy, rồi, xong các bạn đón xem sau lúc anh em mình tôi nhân lưới. Các bạn đón xem nha. Đây anh em tôi sắp giờ đi về đây, kích nốt đường này đi về để có được khoảng 40 cân cá rô phi. Anh em tôi kê cái nhân lưới quánh nhiều rô phi mấy con sọt to. Chào cho các bạn xem thành quả. Anh mảnh chuối đang đánh nốt vòng này thì anh em tôi đi về. Nhiều rô phi thế nhỉ. Nhiều rô phi thôi ấy. Đấy, rô phi. Đó, dưới chỗ những cái cống này nhỉ. Ui con này nó khôn dậy đi vào chè anh ạ. Ui ôi, con chê các bạn. Cho vào bao rồi. Ui. Li cho vào bao. Đây anh em ơi, thành quả được. Đây, tôi đổ vào cho anh em xem. Đấy. Đấy, thành quả của anh em chúng tôi đây, đi kích cả buổi sáng đây. Kích mãi mới quần được nó ở cái hồ đấy. Đây anh em nhìn to không? Kinh khủng luôn. Anh em thấy hay thì đăng ký cho anh em tôi một cái nhé. Đấy.
con cá này, con gà anh em nhìn này, kích mãi mới được nó, mệt quá đuổi mãi mới được nó.